Mấy ông đã chán cái meta cuồng đao everywhere chưa? Nếu câu trả lời là có, thì lấy giấy bút ra và bắt đầu ghi chép những kiến thức mới mẻ mùa 9.5 thôi nào. Với các tướng mới, tộc hệ mới, đi kèm các trang bị được làm lại, hứa hẹn sẽ là mùa của chúng ta rồi đấy. Không làm vòng nữa, anh em mình vào việc luôn thôi. Nhưng mấy ông nhớ like và sub để ủng hộ sự chăm chỉ, tâm huyết của team để đưa đến những thông tin mới nhất này nhé. Nền tảng GG Live, nền tảng mang đến hệ sinh thái streamer và idol được đào tạo cực kỳ bài bản, cực kỳ chuyên nghiệp. Đã vậy, khi đến với GG Live, anh em sẽ không chỉ được xem live mà còn vừa giải trí, vừa gia tăng thu nhập. Nền tảng sẽ liên tục tổ chức các giải đấu eSports độc quyền, hứa hẹn là sân chơi để viewer tỏa sáng đỉnh cao, tìm người chơi cùng cực dễ, đi kèm nhiều ưu đãi hứa hẹn, xem là mê. Ké GG Live ngay và luôn anh em nhé. Các tộc hệ mới. Bill Water, đòn đánh và kỹ năng sẽ đánh dấu kẻ địch. Sau đó một quả đạn nổ sẽ bắn thẳng vào phía kẻ địch đã bị đánh dấu, gây sát thương vật lý. Các tướng gồm Illaoi, Graves, Twisted Fate, Miss Fortune, Nila, Gangplank. Hệ riêng của Gangplank, vua hải tặc. Gangplank sẽ dùng thanh gươm khi đặt ở hai hàng đầu và lôi ra khẩu lục khi đặt ở hai hàng sau. Trinh phạt. Các kỹ năng của tướng trinh phạt có thể chí mạng. Các tướng trinh phạt có thêm tỷ lệ chí mạng cùng sát thương chí mạng. Các tướng gồm Jin, Ashe, Darius, Sayya, Nila. Darkin, mốc 1. Các tướng Darkin bị chiếm hữu bởi vũ khí. Khi họ bị hạ gục, những thứ vũ khí này sẽ tự động di chuyển sang đồng minh gần nhất và tiếp tục chiếm hữu cho họ sức mạnh tối cao của mình. Mốc 2. Hiệu ứng của vũ khí được gia tăng 50% sức mạnh. Vũ khí của Nafiri, Sao Gam Darkin. Sau khi chủ sở hữu dùng kỹ năng, ba chú chó đồng hành sẽ tấn công kẻ địch đầu tiên chúng phải, gây sát thương và hồi máu cho chủ sở hữu. Vũ khí của Achok, Quỷ kiếm Darkin, cho chủ sở hữu máu cùng hút máu toàn phần. Istan, tộc này sẽ cho các ô nguyên tố ngẫu nhiên mỗi game. Mốc 2, 1 ô, mốc 3, 2 ô, mốc 4, cường hóa sức mạnh ô nguyên tố tương ứng. Nguyên tố lửa, khi một đồng minh được cường hóa, gây sát thương kỹ năng lên một kẻ địch, họ sẽ phóng hỏa mục tiêu, gây thêm 30% tổng sát thương thành sát thương phép trong 3 giây. Set. Lần đầu tiên một kẻ địch chịu sát thương kỹ năng từ một đơn vị được cường hóa, chúng bị choáng trong 1 giây. Gió. Tướng được cường hóa nhận tốc đánh tương đương 80% mana tối đa của mình trong 4 giây đầu giao tranh và mỗi khi dùng kỹ năng. Đất. Đầu mỗi round, tướng được cường hóa trở nên miễn nhiễm hiệu ứng khống chế cứng và được giảm 20% sát thương gánh chịu trong 8 giây. Các tướng Istan là Milio, Quiana, Nico. Tiếp theo, chúng ta đến với phần tướng mới. Tướng một vàng, Milio. Istan, hiệu triệu nhân. Milio phóng ra quả cầu rực cháy, làm choáng kẻ địch đầu tiên chúng phải, sau đó nảy sang kẻ địch gần nhất phía sau chúng, gây sát thương phép. Illaoi, Bill Water, can trường. Hồi máu từ sát thương mục tiêu gánh chịu. Grace, Bill Water, bắn tỉa. Bom mù biến đổi sẽ làm tê buốt kẻ địch bước vào đám khói.
tướng hai vàng. Nafiri, Shurima, Dakin, thách đấu. Nafiri cắn mục tiêu, gây sát thương vật lý bằng 160% AD. Saogam Dakin, khi kích hoạt kỹ năng, 2, 3, 4 con chó của ả sẽ tấn công mục tiêu. Mỗi con chó gây 100% AD và hồi 100 máu cho chủ sở hữu. Twisted Fate, Bill Water, Pháp sư đa chú. Ném bài đến mục tiêu, gây sát thương phép. Lá bài sẽ phát nổ sau vài giây, gây sát thương cho kẻ địch ở gần. Quyana, Istan, Đồ Tể, Vô Pháp. Cô lướt tới mục tiêu, bắn ra một đợt sóng gây 175% AD và làm choáng chúng trong 1,5 giây. Mỗi lần dùng chiêu thứ 3, đợt sóng sẽ nhanh hơn và gây thêm 20% sát thương. Tướng ba vàng Nico, Istan, Can Trường. Cô nhảy lên không trung, nhận một lá chắn trong 4 giây. Sau khoảng trường ngắn, cô tiếp đất và gây sát thương phép lên tất cả kẻ địch trúng phải. Queen, Demacia, Đồ Tể. Queen gọi Valor lướt nhanh về phía có nhiều kẻ địch nhất, đánh dấu kẻ địch trong vài giây, sau đó mưa tên sẽ phóng vào những kẻ bị đánh dấu, gây sát thương vật lý. Miss Fortune, Bill Water, Quân Sư. Phóng một cơn bão đạn hình chữ X, gây sát thương và giảm hồi máu kẻ địch. Nautilus, Bill Water, Dũng Sĩ. Gọi một xoáy nước, lôi những kẻ địch đang bơi hoặc bị chìm lại với nhau và hất văng chúng lên. Tướng 4 vàng Fiora, Demacia, thách đấu. Fiora khiêu vũ trên chiến trường, tấn công kẻ địch trong khi không thể bị chỉ định và hồi máu bằng một phần sát thương gây ra. Silco, Zaun, Phù Thủy. Silco ném Shimmer vào kẻ địch, gây sát thương lên chúng và kẻ địch xung quanh. Đồng minh trong vùng nhiễm độc được hồi máu. Mordekaiser, Noxus, Đồ Tể. Mordekaiser ra đòn chậm nhưng rất thấm. Đòn đánh mạnh lên khi hắn kết liễu kẻ thù. Nila, Bill Water, Trinh Phạt. Đòn đánh Nila có tác dụng trên diện rộng. Cô lao vào kẻ địch để tạo lá chắn và nhận tốc đánh. Saya, Ionia, Trinh Phạt. Xuyên qua giáp của kẻ địch bằng những sợi lông vũ sắc như dao, Saya mang hệ mới, Trinh Phạt, nhằm tăng xác suất chí mạng lên các kẻ địch có khả năng chống chịu tốt.
tướng năm vàng, Gangplank, Bill Water, vua hải tặc, bắn tỉa. Nội tại, khi dùng gươm, nhận 50 giáp và kháng phép, đòn đánh thiêu đốt kẻ địch, gây sát thương chuẩn trong vài giây. Kích hoạt, triệu hồi tàu Redway đi khắp sàn đấu, gây sát thương phép trong một vùng lớn sau khi đụng phải một kẻ địch. Đồng minh được tàu đi qua hay trúng vụ nổ sẽ được cường hóa, nhận thêm tốc đánh và miễn nhiễm khống chế trong vài giây. Tiếp theo là các thay đổi với tướng cũ. Tướng 1 vàng, xóa Maokai, Virgo, Tristana. Tướng 2 vàng, xóa Klet, Teemo, Zed. Tướng 3 vàng, xóa Akshan, Garen, Kalista, Lissandra. Tướng 4 vàng, xóa Zeri, Ugot, Gwen, Lux, Yasuo. Tướng 5 vàng, xóa Senna. Jhin và Ashe chuyển thành trinh phạt. Afe thành bắn tỉa. Darius thêm hệ trinh phạt. Xóa tốc do đồ và thiện xạ. Cuối cùng, chúng ta cùng đến với các thay đổi về trang bị. Móng vuốt Sterak ghép từ kiếm và đai lưng, cho 300 máu, 30% AD. Khi máu xuống dưới 60%, tăng 25% máu tối đa và 30% sát thương trong phần còn lại của giao tranh. Lưỡi hái bóng đêm ghép từ găng và giáp, cho 25 AP, 25 giáp, 20 crit. Kỹ năng và đòn đánh gây thêm 15% sát thương lên kẻ địch, tăng lên 30% nếu máu của chủ sở hữu xuống dưới 60%. Nanh Nashor ghép từ cung và đai lưng, cho 150 máu, 30 AP, 10% tốc đánh, tăng 40% tốc đánh khi dùng chiêu trong 5 giây. Jaxo ghép từ nước mắt và váy, cho 15 mana, 20 kháng phép. Bắt đầu round, chủ sở hữu nhận buff theo vị trí, hai hàng đầu sẽ thêm 15 AP, 35 giáp và kháng phép, hai hàng sau sẽ thêm 25 AP và hồi 15 mana mỗi 2 giây. Vương miện suy vong ghép từ giáp và gậy, cho 25 AP, 20 giáp. Đầu round nhận lá chắn theo 30% máu tối đa trong 8 giây. Khi lá chắn bị vỡ hoặc biến mất, nhận thêm 35 AP. Sapphire người thần ghép từ đai lưng và váy, cho 150 máu, 20 kháng phép. Giảm 50% giáp và kháng phép kẻ địch trong vòng 2 ô. Trong 8 giây đầu giao tranh, nhận 20 giáp và kháng phép. Ngoài ra sẽ có một số trang bị xuất hiện nhưng từ các nâng cấp không bao gồm đồ on, đó là lá chắn quân đoàn, dây chuyền chữ thập, cốc sức mạnh, bùa đỏ, Iron Solari, ngọc quá khổ, diều nham tinh, ngọn đuốc thánh quang, khiên trụ Raduin, máy chiếu, thông đạo, xe ke, phong kiếm. Và đó là các thông tin về mùa 9.5 đã được leak. Anh em thấy được tiềm năng carry của tướng mới nào chưa? Hay đội hình nào sẽ làm mưa làm gió? Thời gian tới, khi có bất kỳ thông tin nào mới, Cà phê Nhân phẩm sẽ cố triển khai đến anh em tốc độ nhất. Vì thế anh em đừng quên sub và chấm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video và hẹn gặp lại trong các video lần sau. shopcafenhanpham.com, siêu tháng 11 siêu to cuối năm, siêu hạ giá kho nick liên minh và đấu trường chân lý, sở hữu tài khoản ngay bây giờ chỉ bằng nửa giá cũ, siêu thật giảm thật chỉ có tại shopcafenhanpham.com. đường link sẽ để dưới phần mô tả các bạn nhé.